Có cá cả nhà nha. Mình diều trắng mới về nha, diều trắng mới về. Diều non nha. Ba con diều non mới về. Đây ba diều non mới về cho đứng đây đây. Không. Rồi năm con diều bổi nằm đây cho lấy ra. À, nằm thùng đây. Năm con diều bổi trong đây. À, diều bổi đẹp luôn á. Trắng đẹp luôn nè, diều bổi đẹp lắm. Đó trong đây nè, thấy không? Không thấy được không? Diều bổi trong đây nè, đó. Diều bổi trong đó đó. Đẹp không? Đây diều bổi này nha. Năm con diều bổi. Một đại bàng nha. Đây nè, một đại bàng. Một đại bàng đen. Còn chúa luôn. Chủ cũ nó dữ lắm. Mà giờ mình cũng chưa dám đụng nữa. Đó, đại bàng đen nè. Nó xè cánh ra là một mét mấy. Đó, một đại bàng đen, thấy không? Và năm con bổi, còn đây là mấy con thường thuộc rồi. Mấy con này mấy con thường thuộc mình dời ra đây sợ đe bàn hốt đó nè. Tại vì đe bàn mới chụp con cái hư cánh này không, mới chụp coi nhẹ hư cánh nhỏ nè. Hư hết con rồi, mới có mấy triệu bạc rồi. Mới chịu giờ sợ con này qua nè. Đe bàn nè. Đó, ghê, thấy cái mắt này ghê không? Đó, 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 ghê chưa? Đó. Đẹp luôn. Không lỗi con long. Bác nào có nhu cầu cứ alo mình nha. Số điện thoại của mình là 0916773574 và 0918773574 nha các bác. Đây nào, ba diều non nha. Diều trắng mắt đỏ non nha. Năm con này là năm con bổi chưa lấy ra. Sáng nay mới lấy ra xe mới giao. Rồi. Hẹn các bác là clip sau nha.